cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai trẻ nhỏ thiệt mạng và 4 người khác bị thương xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay tại đường Lạc Long Quân, tổ 14, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Khi đám cháy xảy ra, có 6 người bị mắc kẹt trong nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường giải cứu được 4 người ra ngoài và đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến khoảng 5 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt. Lực lượng chữa cháy phát hiện hai người đã tử vong ở phòng ngủ tại tầng 3 và đưa thi thể ra ngoài.